Soi kèo bóng đá hôm nay giữa West Ham với Chelsea diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 tại sân Olympic Stadium, Premier League 2019-2020. Lại một lần nữa một đội bóng do huấn luyện viên David Moyes dẫn dắt đang bắt đầu lụi bại dưới thời của chiến lược gia người Scotland. Cụ thể trong chuyến đến làm khách trước Tottenham ở vòng đấu vừa qua, West Ham đã phải nhận lấy thất bại chóng vánh với tỷ số 0-2 ra về. Dẫu biết thắng thua là chuyện bình thường, nhưng trận thua này vẫn đang khiến cho đội bóng thành London vẫn đang dẫm chân tại chỗ, ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 27 điểm, hiện chỉ đang nhỉnh hơn nhóm cầm đèn đỏ lúc này về hiệu số bàn thắng. Một kết cuộc giống hệt như cái cách mà huấn luyện viên David Moyes đã khiến cho Sunderland giờ phải đang lặn lội tìm được thoát thân tại League One, giải đấu hạng 2 tại xứ sở sương mù. Đến với vòng đấu tiếp theo, nguy cơ mà West Ham sẽ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ là rất lớn, khi họ phải đón tiếp Chelsea đến làm khách ngay trên sân nhà. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên David Moyes chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại để thua đến 4 trận. Dẫu cho có được lợi thế không hề nhỏ đến từ sân nhà, nhưng với phong độ nghèo nàn như hiện nay, thì ngay cả đến những người hâm mộ mơ mộng nhất của West Ham lúc này, cũng chẳng dám nghĩ đến một kết quả tốt nhất dành cho đội bóng con cưng của mình. Đừng quên, ngay cả trong 5 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, thì họ cũng chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại một trận hòa và để thua đến 3 trận. Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard đang tiếp tục hướng đến danh hiệu duy nhất còn sót lại tại xứ sở sương mù mùa này, khi ở vòng đấu vừa qua, Chelsea vừa hạ bệ Leicester ngay trên sân nhà đối thủ với tỷ số 1-0. Qua đó, The Blues sẽ bước vào vòng bán kết FA Cup để chạm mặt với Manchester United. Trước đó, tại vòng 31 Premier League, họ cũng mang về tin vui dành cho người hâm mộ khi có được chiến thắng đầy thuyết phục trước Man City với tỷ số 2-1 và qua đó giúp cho Liverpool trở thành tân vương sớm hơn 7 vòng đấu. Với chiến thắng này thì Chelsea vẫn đang đứng vững ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 54 điểm, hiện chỉ còn kém vị trí thứ 3 của Leicester lúc này vỏn vẹn 1 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, hành trang mà đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard đang mang theo bên mình là chuỗi 7 trận liên tiếp bất trên mọi mặt trận, trong đó có đến 6 chiến thắng và chỉ để hòa một trận duy nhất. Với phong độ vẫn đang rất thăng hoa như hiện nay, thì chỉ cần Chelsea thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Đừng quên ở thời điểm này, The Blue vẫn đang cho thấy họ không quá e ngại trong những lần phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 5 trận sân khách mới đây, Chelsea vẫn đang bất bại cả 5 trận, trong đó có đến 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Điểm qua 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Chelsea có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 2 trận. Dự đoán kết quả West Ham với Chelsea. Dự đoán tỷ số 1-2. Chọn kèo châu Á, Chelsea chấp nửa 1. Chọn kèo tài xỉu, tài 2 trái rời 3 trái. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video.